Bệnh thalassemia là bệnh gì và nguyên nhân gây bệnh là gì? Có lẽ đây cũng là một khái niệm khá là mới và nhiều người thì cũng có thể là chưa biết. Cũng xin được nhờ bác sĩ Vương sẽ giải đáp ạ. Bệnh thalassemia thì còn gọi là bệnh thiếu máu, tan máu hay là bệnh máu thiếu máu huyết tán. Nguyên nhân là do giảm hoặc là không tổng hợp được chuỗi globin, mà đây là cái thành phần chính cấu tạo lên hồng cầu. Do đó thì hai cái chuỗi mà cấu tạo chính lên hồng cầu là chuỗi alpha và chuỗi beta, do đó thì sẽ có hai cái bệnh khác nhau là bệnh alpha thalassemia và beta thalassemia. Hậu quả của cái bệnh thalassemia là dẫn đến cái tình trạng thứ nhất là đặc biệt là thể nặng thì sẽ dẫn đến cái tình trạng một là thiếu máu, hai là tình trạng máu bị tan qua lòng mạch và dẫn đến bị ứ đọng sắt trong cơ thể. Đấy. Thì đây là một cái bệnh di truyền gen lặng. Có nghĩa là bình thường thì mỗi một người chúng ta sẽ có hai gen hoàn toàn bình thường, ví dụ như là hai gen alpha bình thường. Khi mà người mang gen, tức là người có một cái gen bị đột biến, còn một gen còn lại vẫn bình thường. Như vậy thì những cái người này gọi là người lành mang gen. Và quan trọng là những cái người lành mang gen này thì không hề có một triệu chứng nào cả. Nhưng khi mà cả hai vợ chồng cùng cho con cái gen bị bệnh này, như vậy thì con có hai cái gen đều bị bệnh. Ví dụ như là hai gen alpha cùng bị là hai gen bệnh cho con, thì con sẽ mắc bệnh alpha thalassemia. Hoặc tương tự là bố hoặc mẹ mỗi người cho con một cái gen bệnh beta thalassemia thì sẽ dẫn đến con mắc bệnh beta thalassemia. Và cái quan trọng ấy là cái tỷ lệ lưu hành cái mang gen bệnh này, mặc dù chúng ta biết là phải cả bố hoặc cả mẹ đều là người mang gen thì mới tạo ra cái con bị bệnh thalassemia này. Tuy nhiên ấy, thì cái tỷ lệ lưu hành mang gen này là rất phổ biến. Chúng ta biết là ở cái người kinh ấy, theo như thống kê của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ấy, thì tỷ lệ ở người kinh này là khoảng 10% người mang gen. Nhưng ví dụ ở các dân tộc thiểu số, ví dụ dân tộc Mường thì tỷ lệ lên đến 40%. Do vậy là cái xác suất mà hai cái ông bố bà mẹ mang gen bệnh này gặp nhau là rất lớn, đặc biệt là các vùng dân tộc thiểu số.